Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi lắp một cái thuê bao Net 2. Cái gói cước này thì giá của nó là 180.000 một tháng. Đóng 6 tháng thì được tặng thêm 2 là thành 8. Đóng 1 năm thì được tặng 4. Tất cả mọi cái là đều được miễn phí hết. Mọi người chỉ việc đóng cái tiền cước thôi. Cái gói Net 2 này nó sẽ trang bị cho một cái model 2 băng tần. Cái băng tần 2.4 nó sẽ rơi vào tầm 100m. Băng tần 5 chấm thì sẽ khoảng tầm 200m. Đó, chúng ta cùng đi nhé. Đây là cái model 2 băng tần đấy. Được rồi anh ơi. Chưa? Sáng rồi. Công nhận đối xử cũng ấy nên là lại chuyên nghiệp hết. Có nhà cua chúng đi nè, mới đi kéo lên trên nên con xuống cái giấy nó có đút thôi đó. Cái mặt cuối phải là cái giấy môi nào? Cái giấy môi. Ai hết đấy chưa? Xin chào. Chào mừng.
Chờ lên vậy. Mỗi em thôi. Vâng. Thế có thằng ở trong này này nhưng mà nó lại đi chơi mất rồi. Cái 5G là cái ấy. Vâng. Ở gần đây thì bắt được cái kim loan 5G kia. Còn cái đấy là băng tần 5 chấm.